Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản. Nghi do nhóm 3 đến 4 đối tượng là người nước ngoài lợi dụng sơ hở, đêm tối đột nhập vào các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn, rồi dùng cây sạc cầy bằng kim loại, cậy phá két sắt lấy tiền và các tài sản giá trị. Xuất phát từ những tình hình trên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Văn Lâm đã phát hiện nhóm đối tượng 3 người có quốc tịch Trung Quốc là Wei Yong Yang, sinh năm 1984, Linh Hai Đề, sinh năm 1978, và Linh Sikai, sinh năm 1981, hiện đang thuê phòng tại khu đô thị Vinhome Ocean Park 1, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Các đối tượng thường đến các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng để quan sát, tìm công ty, doanh nghiệp có sơ hở, sau đó đêm sẽ quay lại đột nhập, cậy phá để trộm cắp. Qua công tác nắm bắt tình hình, rạng sáng ngày 25 tháng 7 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm đã phát hiện 3 đối tượng vừa đột nhập vào công ty cổ phần Habeco Hải Phòng, địa chỉ tại thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng để cậy phá két sắt, trộm cắp tài sản và đang di chuyển về hướng Hà Nội. Lãnh đạo Công an huyện Văn Lâm đã chỉ đạo công tác 282 của Công an huyện, trong đó nòng cốt là lực lượng cảnh sát hình sự tổ chức bắt chặn 3 đối tượng tại trạm thu phí số 1, quốc lộ 5A, địa phận Lạc Hồng, huyện Văn Lâm. Khi tổ công tác ra hiệu dừng xe, 3 đối tượng liền quay xe bỏ chạy nhưng bị tổ công tác khống chế bắt giữ. Qua kiểm tra trên người và phương tiện, các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ số tiền 41,3 triệu đồng, trong đó có hơn 25 triệu đồng do 3 đối tượng phá két sắt trộm của công ty, phá két sắt trộm của công ty cổ phần Habeco Hải Phòng, 2 xà cầy, 1 xe máy và nhiều dụng cụ để thực hiện hành vi trộm cắp. Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với các đơn vị chức năng ở Hà Nội, Hải Phòng và Hải Dương mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Chỉ trong một tháng, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận gần 400 trẻ mắc ho gà đến khám và điều trị, trong khi từ năm 2020 đến 2023, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận chưa tới 10 ca. Bác sĩ cho biết ho gà có thể gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, bệnh lại dễ bị nhầm với các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác. Vậy phụ huynh cần phân biệt trẻ mắc ho gà với ho thông thường thế nào? Thông tin cuối của Y tế trong ngày sẽ là phần nào giải đáp câu hỏi này. Thấy con bị ho nhưng nghĩ rằng chỉ là ho thông thường do thời tiết nên phải một tuần sau gia đình này mới đưa con đến bệnh viện khám. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ được chẩn đoán mắc ho gà. Khoảng một tuần thì bắt đầu ho nhiều, tím mặt thì chị cho vào viện. Và bây giờ là cũng đỡ dần rồi, chắc là cũng cuối tuần là về. Bé nhà chị thì chưa đủ tháng để tiêm phòng, lúc đấy mới được có 1 tháng 10 ngày. Nên là vẫn chưa tiêm được phòng ho gà thôi cháu. Không chỉ có bệnh nhi trên, theo thống kê của Trung tâm Bệnh nhiệt đới, từ đầu tháng 7 năm 2024 đến nay, đơn vị này đã tiếp nhận gần 400 trẻ mắc ho gà. Trong đó, phần lớn các trường hợp mắc là trẻ em dưới 1 tuổi, chưa được tiêm phòng hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine phòng bệnh. Hiện tại, trung tâm đang điều trị cho gần 40 trẻ mắc bệnh ho gà. So sánh kể cả 4 năm nay, thì cái năm nay là cái tỷ lệ ho gà tăng mạnh nhất và có thể tương đương với cái năm 2019. Trong những cái ca ho gà vào trong năm nay thì cũng hầu hết là những trẻ dưới 3 tháng tuổi và đều là những cái bạn mà chưa được tiêm hoặc là mới tiêm có một mũi. Cũng có một vài ca đã tiêm được 3 mũi cơ bản nhưng mà chưa tiêm nhắc lại thì cũng bị mắc ho gà. Cũng còn một vài ca nữa là chưa tiêm vì liên quan đến sức khỏe, lúc đưa tiêm thì trẻ lại bị đang ốm và sau đó thì gia đình đưa về và không quay lại để tiêm. Các bác sĩ cũng cho biết một dịch bệnh truyền nhiễm có thể xuất hiện trở lại theo chu kỳ 3 đến 5 năm. Năm 2019, số ca mắc ho gà trên cả nước tăng nhanh do tỷ lệ tiêm vaccine 5 trong 1 thấp. Từ năm 2020 đến năm 2023, số ca mắc đã giảm rõ rệt, chỉ khoảng vài chục ca. Năm nay, sau 5 năm, dịch bệnh này đã quay trở lại theo chu kỳ và hiện số ca mắc cũng có xu hướng tăng ở nhiều tỉnh thành. Theo cái đánh giá của cá nhân tôi, thì năm 2019 thì chúng tôi cũng đánh giá là một cái vụ dịch ho gà, đặc biệt năm đấy vào trong bệnh viện điều trị thì cũng khoảng hơn 400 ca. Sau 2019 thì 2020, 2021, 2022, 2023 thì cái số lượng ho gà giảm rõ rệt, chỉ khoảng 10 đến vài chục ca
trong năm thôi. Tuy nhiên từ đầu năm đến giờ chúng ta thấy số lượng ca nhập viện tăng vọt. Theo nhận định chung thì ho gà hoặc là các bệnh dịch kể cả có vaccine rồi thì cũng chu kỳ khoảng 3 đến 5 năm có thể xuất hiện trở lại vì nhiều lý do. Trong đó là cái chủ quan nhất của mình là do tiêm chủng không đầy đủ hoặc là do ý thức của ông bố mẹ chủ quan bảo thôi không tiêm cũng được. Thì chưa kể là các cái tỷ lệ bảo vệ của tiêm chủng nó cũng chỉ rơi khoảng 90-95%, thì vẫn sót lại những cái trường hợp mà chưa tiêm và những trường hợp không chưa được bảo vệ, và cái tích lũy người ta tính khoảng 3-5 năm là như vậy thì nó lại có quay trở lại. Được biết ho gà thường khởi phát âm thầm với các triệu chứng viêm mũi như nghẹt mũi, chảy nước mũi, ho khan nhẹ và sốt nhẹ hoặc không sốt, kéo dài khoảng 1-2 tuần. Giai đoạn này rất dễ nhầm lẫn với các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp khác, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Do ho rất ít nên dễ bị hiểu lầm là viêm tiểu phế quản. Trong khi đó, việc chẩn đoán và điều trị muộn có thể khiến trẻ gặp những biến chứng nguy hiểm. Quan trọng nhất để phòng tránh những bệnh truyền nhiễm đã có vaccine là chúng ta phải tiêm vaccine đầy đủ những cái mũi cơ bản, sau đó tiêm nhắc lại theo đúng cái lịch trình mà của Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế đã khuyến cáo, để mục đích là vừa bảo vệ được cho trẻ và bảo vệ cả cho các cái bà mẹ, và các bà mẹ mà làm đúng thì có thể bảo vệ được cho trẻ chưa đến tuổi tiêm mà cái lứa tuổi mà đang được kháng thể của mẹ truyền sang thì sẽ giảm được cái bệnh truyền nhiễm mà có vaccine. Do đó các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng bệnh một cách đầy đủ và đúng lịch. Ngoài ra, cha mẹ cần chú ý các triệu chứng để phân biệt giữa ho gà và ho thông thường, từ đó đưa trẻ đi thăm khám và điều trị kịp thời. Ho gà nếu không được điều trị kịp thời có thể gây ra biến chứng viêm phổi. Đây là nguyên nhân tử vong thường gặp nhất. Ngoài ra, các biến chứng thường gặp khác là biến chứng thần kinh và một số cơ quan khác của trẻ như là viêm phế quản, ngừng thở, xa trực tràng, thoát vị trực tràng, vỡ phế nang, tràn khí trung thất, tràn khí màng phổi và viêm não. Đối với trẻ ho do cảm lạnh có nguyên nhân phổ biến nhất bởi nhiễm trùng đường hô hấp trên thì thường bắt đầu với các triệu chứng cảm lạnh, chảy mũi, ngạt mũi và ho. Đối với trẻ mắc ho gà, những cơn ho xuất hiện nhiều làm trẻ yếu dần như ngừng thở do thiếu oxy, mặt tím tái, mặt đỏ, tĩnh mạch cổ nổi, chảy nước mắt nước mũi. Bộ Y tế đang xây dựng đề xuất tăng tiền phụ cấp mổ, tiền trực, tiền ăn cho cán bộ y tế phù hợp với chỉ số trượt giá và giá tiêu dùng, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 11. Hơn 12 năm qua, mức lương cơ sở được điều chỉnh thêm 8 lần, hiện ở mức 2.340.000 đồng một tháng. Nhưng các chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật, tiền trực, tiền ăn vẫn chưa có sự điều chỉnh tương ứng. Theo quy định hiện hành, người mổ chính trong ca phẫu thuật đặc biệt được nhận phụ cấp là 280.000 đồng, người phụ mổ là 200.000 đồng, còn người giúp việc cho ca mổ là 120.000 đồng. Số tiền giảm dần theo mức độ ca phẫu thuật loại 1, loại 2, loại 3. Như ở ca phẫu thuật loại 3, số tiền lần lượt giảm còn 50.000 đồng, 30.000 đồng và 15.000 đồng. Còn mức tiền trực và ăn cho cán bộ y tế cũng được chia thành từng hạng bệnh viện. Cụ thể, mức phụ cấp trực 24/24 là 115.000 đồng một người một phiên, hỗ trợ tiền ăn 15.000 đồng một người một phiên với bệnh viện hạng 1, hạng đặc biệt. Mức phụ cấp phẫu thuật cho ca mổ đặc biệt là 280.000 đồng một ca, ca mổ loại 1 là 125.000 đồng một ca cho phẫu thuật viên chính. Thời gian qua, Bộ Y tế nhiều lần đề cập đến việc phụ cấp thu nhập cho y bác sĩ lạc hậu và đề xuất tăng cao nhất mức phụ cấp.